Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để thông báo hàng về với cái dòng sản phẩm bát 40 hàng chất lượng bên cửa hàng. Đó là một dòng bát 40 JBL mang thương hiệu các bác nhé. Cặp bát này tiếng của nó cực hay luôn. Củ bát từ 190 mang thương hiệu JBL. Xương của nó bản 8 xương. Màng của nó các bác nhìn này, cái loại màng mà có loại ở bên đằng sau mà nó sần sùi nhiều ấy, cái loại màng chết đẹp dày dặn, tiếng đánh khỏe. Còn đâu cái cấu hình của nó thì gân của nó gân màu xanh rêu, 1, 2, 3 gân. Màng nó là màng đen mờ ạ. Con này nhịn màu cánh gián từ 190 con 76. Có rất là nhiều các bác đang làm đám cưới cho các bác chơi gia đình, cặp bát này tiếng của nó cực kỳ tuyệt vời. Chạm của nó được bật liền với xương. Và cái bích sắt cả kẹp lỗ này này, các bác nhìn hai cái bích sắt kẹp lỗ này nó rất là dày dặn ạ. Tiếng con này ra cực kỳ tuyệt vời. Và cặp bát này đang cung cấp với giá 2,3 triệu. Nên tiếng ca của nó rất là dày, hay. Kể cả các bác làm phòng hát, làm hội trường lớn, cặp bát này đánh tiếng cực kỳ tốt luôn. Bích sắt kẹp lỗ là loại thép trắng các bác nhé. Ôi chà, hai cái như một các bạn. Đẹp. Bích rất dày từ 190 con 76. Phân khúc bát 40 mà cái loại này của nhà Tùng Nguyễn thì tiếng cực kỳ tuyệt vời luôn. Với cấu hình mà rẻ có, đắt có, trung bình có, cao cấp cũng có. Còn phân khúc mà dạng tầm khá thì con này nó rất là hay. Các bác mua về dùng bác nào khen, thế mới là hàng tốt, hàng chất lượng. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn có làm một video để thông báo là hàng bát 40 JBL gân màu xanh rêu. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm có thể là liên hệ cho Tùng Nguyễn luôn. Và hôm nay xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.